Chào thầy và các bạn, chúng mình đến từ nhóm 6 lớp IHK47. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phân biệt giữa các khái niệm Variation, Mutation, Trait, Character, Characteristic và Personality. Variation, biến thể. Đây là sự khác biệt tự nhiên trong các đặc điểm di truyền của các cá thể trong cùng một quần thể. Biến thể có thể xuất hiện do sự kết hợp ngẫu nhiên của các gen và có thể được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Ví dụ, màu da, màu mắt của con người. Mutation, đột biến. Đây là sự thay đổi ngẫu nhiên trong DNA của một cá thể. Đột biến có thể xảy ra trong quá trình sao chép DNA hoặc do chịu sự tác động của các tác nhân gây đột biến như tia X, hóa chất hay lỗi trong quá trình tái tổ hợp di truyền. Ví dụ như bệnh bạch tạng do đột biến gen gây nên. Thứ ba, trait, tính chất, là một đặc điểm cụ thể của một cá thể có thể quan sát được. Đặc điểm này là kết quả của sự tương tác giữa di truyền và môi trường. Ví dụ, khả năng học tập của con người và sự thích nghi của voi dưới tác động của môi trường. Tiếp đến là character, tính chất, là đặc điểm cố định và ổn định của một loài hoặc một nhóm cá thể, dùng để phân biệt giữa các loài hoặc nhóm cá thể khác nhau. Ví dụ, số chân, hình dạng cơ thể, cấu trúc hóa học DNA. Theo hình, ta có thể thấy lông hổ có màu cam sáng hoặc cam đậm với các vằn sọc đen rõ ràng. Tiếp theo là characteristic, đặc tính, là đặc điểm đặc biệt hoặc đặc trưng của một cá thể hay một nhóm cá thể, sử dụng để miêu tả các đặc điểm đặc trưng. Trong hình là một chú chó sẽ đặc trưng với nhóm tính cách hướng ngoại, màu lông đặc biệt và khả năng chạy nhanh. Và cuối cùng là personality, tính cách, là một khái niệm tổng quát để chỉ tất cả các đặc điểm tính cách và hành vi của một cá nhân. Nó bao gồm cả trait, character và characteristic của một người. Personality là một khía cạnh phức tạp và đa chiều của một cá nhân, và nó thường thể hiện qua cách người đó tương tác với thế giới xung quanh và phản ứng với các tình huống khác nhau. Ví dụ, tính cách hướng nội, sự tự tin và sự quan tâm đến người khác. Cuối cùng là cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.